chào các bạn nhé. Anh bắt đầu đi học với mình chuẩn bị đồ một sáng sớm. Thịt đây sáng sớm, đến đi từ 3 giờ. Vì thực ra bắt đầu hôm nay học sinh đông đến gần đến trường trung tâm. Mang học sinh gần đi học thì mình phải mang cái thịt 5-6 cân. Khách bắt đầu đến tầm khách đông. Mình vừa thái thịt vừa làm bánh, khách đến chờ xe quanh hết xe. Mình làm trong vòng khoảng tiếng người cho học sinh đi học rất là phải thái thịt được nhiều, làm được thịt vừa làm được thịt, làm học sinh phải chờ. Bố mẹ chở đi học đang chở con đi học. Khách xung quanh xe. Đến 30 phút rồi này sớm hai người phải làm nhanh, không kịp được, phải đi học phải chờ. Cái đời mấy phút mình lấy được. Có rồi chú ơi. Cảm ơn anh có giấy trắng ở ngoài nhá. Rồi đây. Đấy đủ không em? Sang bên này làm nào? Sang bên này đi em ơi. Sang bên này cho làm như nào đi. Em ăn sốt bao nhiêu đây? 2 sốt à? À ngồi, em đây ghé ngồi. Cái này em ngồi ngồi. Ở sang bên này. Như nào thì đi làm thôi. Của em là có rau không nhỉ? Có rau đầy đủ không? Bán nhiều đấy con nào? 3 15 đủ hết rồi. Bán bóng thì bán hơi sọt. Em cứ có đây một cái quả rất là dài. Cay à? Ok, có cay. Có gì? Cái này đây, ở bên nào đây? Ăn như của em luôn này. Cái này là cái gì đấy? Ừ, là cái em. 20 của em đây em ơi. Ừ. Ok. Đâu cái của bà thì làm đâu? nhanh, nhưng mở cái lâu nó hơi. Cho con một cái bánh mì băm rác với cay ạ. Bánh bao nhiêu con? 20 ạ. Ít thôi, vài gói thôi, 4-5 gói thôi. tê vậy? Không có ba tê em. Có ăn đi nhá. Ăn chưa? Ăn gì nhá. Chỗ này. Cắt ơi. Tất cả người. Có tiền khoản không? Những tiền để ai trường. Tiền khoản là gì? Thôi ra tài khoản để hết rồi. Không thì ăn được 2 tàu thì chị được. Quên tiền. Tài khoản đấy. Không rau một ngày. Đầy đủ hết không? Có tiền mà làm bún tàu. Rồi mấy nhà có tiệm ăn sầu. Con ăn nước chuột không? Không, không à. Đang quay mũ thằng trưởng đá thì nó lên phát đấy được chưa? Nhặt nốt đi anh. Nhặt nốt ra đi. Chào tất cả các bạn nhé. Các bạn này ai mà có nhu cầu làm bánh mì như giống mình ấy, thì có số điện thoại trên màn hình nhé. Các bạn ở quay để trả tiền lịch sử luôn, rồi xe thịt mình cung cấp đầy đủ luôn. Nếu mà ai có nhu cầu thì cứ xem số điện thoại nó gọi điện mình trực máy 24/24 các bạn nhé. Chào tất cả các bạn nhé. Không nhiều hôm nay toàn quên không cả. Có thể cuối tuần à?